Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Lan Phương kính mời quý vị theo dõi phần cuối của tin đặc biệt về MGM National Harbor với Thanh Trúc và Nguyễn Thanh Bình. Sắp tới đây đó vào ngày 5 tây tháng 5, Uh, sẽ có một cái đêm huyền thoại lần thứ sáu gọi là uh, legendary six uh, từ 1 cho đến 5 là đã khó bây giờ đó ngày 5 tháng 5, là người Spanish người ta gọi là uh, Cinco de Mayo thưa, thưa quý vị một cái ngày lễ cũng khá là quan trọng của người uh, uh, Mexican Mexico, yeah. Yeah. thì là ngay tại hôm đó đó uh, đêm huyền thoại 6, uh, thì Sài Gòn Sweet tìm ăn cũng được khai trường à, đấy, và đó là một cái điều uh, vui một cái tin rất là vui thì thưa quý vị khi mà thanh trúc nhìn qua cái poster đây là cái poster thu nhỏ của uh, đêm huyền thoại 6 ở tại uh, mgm uh, um, casino ở national harbor đó, thì thanh trúc thấy kỳ này đó nó có vẻ uh, thanh trúc đoán là nó quy mô hơn những kỳ trước à, Hình như là anh đang mỗi ngày mỗi cố gắng làm cho từng từng cái đêm huyền thoại trong tương lai và sắp tới nữa đó nó phải hơn những cái đã qua thưa anh dạ, Nguyễn Thanh Bình. Dạ vâng. Dạ xin cảm cảm ơn là câu hỏi đó. Dạ đúng á là mình muốn tổ chức những cái show làm sao nó có một cái giá trị cho cái người đến xem thì chúng đó là một cái một cái challenge của chúng em là một cái challenge rất lớn là mà làm sao mỗi ngày thì mình càng làm cho nó hay hơn. À, tuy nhiên rất là khó tại vì cái nhu cầu giải giải trí của quý khách càng ngày càng cao thì chúng em làm sao không những là mời các anh chị em nghệ sĩ, à, chúng em làm sao để có một cái chương trình đặc sắc à, phối hợp với các anh chị em nghệ sĩ để là một cái chương trình thì mỗi ngày chúng em muốn học hỏi những cái à, làm chưa hay của cái chương trình trước để mình càng ngày mình làm hay hơn để mình phục vụ quý khách ở đây thì nói chung là nó rất là khó thì chúng em đáng cố gắng. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nghe nói rằng là uh, nếu nói về cái quy mô của nó đó thì là kỳ này hình như là từ uh, người giới thiệu chương trình mc cho tới um, ca sĩ nghệ sĩ đến hiện diện trong chương trình của huyền thoại 6 đó dạ. đều là khác và hình như là được như mình thấy giống như là được nâng lên một cái bậc cao hơn. À, anh Nguyễn Tham Đình có thể dạ. cho biết chi tiết. Dạ. dạ thì cái chương trình này đã rất là đặc sắc là chúng em được mời em xin Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, bằng Kiều, Nguyễn Hưng, Hoàng Mỹ An, Hoàng Thanh Trúc, Lâm Anh À, vân vân đó là những anh chị rất nổi tiếng của trung tâm Paris by Night Và đồng thời mình có thêm ca sĩ bên Việt Nam bên anh chị em chẳng hạn như là những giọng ca được quý vị yêu mến Đan Trường, à, Vũ Hà, Dương Hồng Loan, Kiều Anh, Hoàng Nhất vân vân Thì em nghĩ đây là một cái chương trình mà à, Trên cái sân khấu đại hí viện của MGM Nó là một cái sân khấu đẳng cấp Đây là một cái nơi mà tất cả những đẳng cấp ca sĩ Chẳng hạn như Lionel Richie, Celine Dion vân vân ừ. Bước chân đến Thì Em có cái cơ hội để làm cái chương trình như vậy Thì em cũng muốn làm sao để hoành tráng Thứ nhất là để phục vụ cộng đồng của chúng ta Thứ hai là cho MGM và những người Ở đây họ nhìn họ thấy là cộng đồng chúng ta Cũng rất là mạnh về cái chương trình nghệ thuật Mình cũng biết cách để mình tổ chức Những cái tầm cỡ của quốc tế đó, thưa cô dạ Như vậy thì Thanh Trúc muốn hỏi là à, Thí dụ như nói về À, tiền vé để mà có được một tấm vé mà vào với cái uh, Legendary Six đêm huyền thoại 6 ở tại uh, MGM Casino yeah. National Harbor uh, vào ngày chủ nhật năm tây tháng 5 đó yeah. 2019 này thì tiền vé như thế nào Dạ vâng thì uh, uh, bên MGM á họ rất là hợp tác với chúng ta uh, cái sự đề nghị của chúng em đó là tuy nhiên mình đã làm một cái chương trình như vậy thì uh, uh, cái vé đó nó cũng phải hợp lý để cho mọi người cũng có thể đi. Ví dụ như là cái từng vé nó nó chỉ bắt đầu từ 38 đô thôi. Là là mình có thể mua được vé và những người mà VIP người ta muốn ngồi gần có thể nó lên tới 108 thì trong đó nó có những cái loại vé khác nhau. Nhưng mà cái vé mà à, đã, đã được vào là bắt đầu từ 38 đồng một vé và cũng rất là dễ mua, mình có thể online hoặc là mình liên lạc tới ban tổ chức à, chúng em có thể được liên lạc ở số 703 725 3486. Chúng em sẽ hướng dẫn sẽ giúp đỡ và làm sao để cho mọi người có được đến một cái buổi chơi rất là thoải mái uh -huh. thì đây bây giờ chúng ta um, càng ngày càng ít cái nơi để chúng ta có thể sinh hợp đi đi chơi uh -huh. thì đây là một cái nơi mà uh, có thể chứa được 3.000 người một cái một cái đại hi viện hoành tráng thì em mong là đây là cái cơ hội mà cộng đồng chúng ta có thể uh, relax và đặc biệt nữa đó thưa cô uh, đây là cái tuần mà Mother's Day. Uh -huh. dạ, tuần sau là Mother's Day thì mong là đây là một cái ngày rất hay uh, ai mà muốn mời mẹ đi một coi chương trình đặc sắc như vậy đó thì xin kính mời đến để mình thưởng thức một cái ngày Mother's Day uh, chung với mẹ. Dạ. Yeah. Ờ, ở thanh trúc được biết đó là ở MGM Casino đó là cái hệ thống uh, sòng bài giải trí này với lại có những cái buổi trình diễn văn nghệ thì cái họ đặt cái vấn đề nghệ thuật lên rất là cao. Dạ. Yeah. Dạ vâng. Và như vậy thì ban quản trị đó khi mà họ nhận lời đã cho anh nguyễn thanh bình làm được tới à, huyền thoại đêm huyền thoại 1 cho đến đêm huyền thoại năm rồi vậy thì bước qua đêm huyền thoại 6, chắc có lẽ là cái thử thách của họ cũng cao hơn họ có đề ra những cái điều kiện với mình hay không à, bởi vì đó ngay cả cái chương trình mà sắp tới đây là cả một cái à, sự à, chuẩn bị rất là kỹ và như thanh trúc nói đó thành phần nghệ sĩ tham dự cũng rất là à, gọi là có thể nói là đông đảo và dưới với những khuôn mặt nổi tiếng nữa thưa yeah. anh nguyễn thanh bình dạ có đó. mgm lúc nào họ cũng mong là mình làm trong cái khả năng của mình hết cái khả năng của mình để mình phục vụ dạ yeah. họ rất là hợp tác thì ở trong này đó ban quản trị của mgm và chúng em hợp với nhau rất là thường xuyên có thể nói như hợp với nhau hàng tuần đó. tại vì mình mình làm sao để họ rất là quý cái cộng đồng của mình và sự thật họ không hiểu về cái cộng đồng của mình nhiều thì họ nhờ mình để làm sao là một cái nhịp cầu một cái ambassador một cái liaison để làm sao để họ hiểu được là nhu cầu của, của cộng đồng của mình như thế nào và những gì họ cần phải làm để đáp ứng cho cái cộng đồng của chúng ta và ngược lại là khi mà khách họ đến họ chơi chúng em cũng mong là mình có là cái nhịp cầu để làm cho người khách được thoải mái để giúp đỡ với nhau đây đó là một cái một cái sân chơi chung thì khi mình đến mình chơi đó mình được tôn trọng và cái người host cái người chủ ở đó đó họ cũng được việc nhưng mà họ cũng phải biết cách để họ tôn trọng và họ phục vụ cho người Việt Nam dạ. Yeah. Mm một câu hỏi cuối nữa thôi là họ có bao giờ mà à họ nói với anh nguyễn thanh bình là họ nhận xét về cái sự tham dự mà trong cái lĩnh vực giải trí đến với những cái đêm huyền thoại ở mgm casino như thế nào dạ. có họ nói dạ thế? có chứ dạ à, họ thường đến và họ coi và họ có thể tham khảo họ hỏi những người khách như thế này coi cái chương trình mình hình trôi hay không thì hiện giờ là chúng em là người được độc quyền làm những chương trình việt nam ở đây thì họ biết là chúng em là À, trong cái vùng này là mình là cái người mà có cái cả khả năng nhiều nhất để mình làm được điều này không những là mình à, mời được anh chị em nghệ sĩ mình tổ chức một chương trình và đồng thời mình làm sao mình quảng bá về chương trình và có nhiều người ủng hộ thì nói chung là để một cái một cái chương trình này thành công Chúng chú em rất là cần nhiều người ủng hộ thì cũng mong là quý khán thính giả đến Vậy để thưởng thức một cái chương trình này sự thật chúng em làm đó, nó rất là công phu. Chúng em không phải là một cái trung tâm lớn cũng là một cái người tổ chức ở trong vùng thôi nhưng mà mình ở vùng này đã 30 năm rồi. Vì thế cho nên mình hiểu được anh chị em ở trong cái vùng này mình cần như thế nào. Thì mong là đây là những cái mà chúng chúng em làm và được quý khán thính giả ở đây ủng hộ để chúng em tiếp tục có có cái có cái khả năng để phục vụ những cái legendary 7, 8, 10, vân vân Dạ thì mong là càng ngày chúng em có cái khả năng để làm nhiều hơn với cái sự ủng hộ của thành trúc và anh nhân võ thành nhân và tất cả những cái người ở trong cái vùng này vân vân dạ. và kính thưa quý vị qua anh nguyễn thanh bình thì thành trúc cũng đã cống hiến đến quý vị những thông tin cần thiết để quý vị cần biết về cái sài gòn suite À, một cái tiệm ăn Việt Nam đầu tiên ở tại à, à, MGM à, Casino và đêm huyền thoại 6 à, sắp tới vào ngày Chủ nhật 5 tháng 5 2019 mà à, Nguyễn Thanh Bình cũng như những người ở đây đều mong là quý vị đến để có một cái ngày giải trí thật là vui và có ý nghĩa đặc biệt đó là ngày Mother's Day nữa à, Thành trúc cảm ơn anh Nguyễn Thanh Bình Xin yeah. trúc cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúng tôi xin trở lại trong chương trình tới VATV sáng nay đến đây là chấm nhất. Mọi liên lạc, hai đóng góp ý kiến cho VATV, xin email về VATVnews@gmail.com. Lan Phương kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.